5 bí mật của đàn ông bạn nên biết. Thứ nhất, người đàn ông không bao giờ biết được hay đoán được bạn muốn gì, thích gì. Nếu bạn mà muốn gì, thích gì thì hãy bảo anh ấy biết. Bởi vì nếu bạn bắt anh ấy đoán ấy, thì khi anh ấy đoán sai ấy, thì bạn lại không thích. Thế cho nên đừng bắt anh ấy đoán nữa. Có gì thì cứ bảo anh đấy nha. Thứ hai, biết rằng nước mắt của phụ nữ rất là lợi hại trong cái việc mà để cho đàn ông cảm động. Nhưng không nên khóc nhiều quá nha các bạn. Bởi vì khi các bạn khóc nhiều quá thì người ta rất là sợ đấy. Cho nên đừng có lợi dụng cái nước mắt quá nha. Thứ ba, người đàn ông ấy không bao giờ được hiểu được cái sở thích mua sắm của phụ nữ. Bởi vì sao? Bởi vì là bản thân một người phụ nữ khi đi mua sắm còn còn không hiểu được bản thân của người đấy là tại sao lại thích mua sắm. Hôm nay thích mua sắm cái này, ngày mai thích mua sắm cái kia, mà bản thân còn không hiểu được là tại sao lại thích mua sắm đến như vậy. Mà đàn ông thì làm sao mà hiểu được phụ nữ thích mua sắm như thế nào. Thứ tư ấy, đừng nhắc lại chuyện cũ quá nhiều lần. Vì nhắc lại nhiều lần quá thì anh đấy chán nản và buồn bực lắm. Bởi vì không ai thích nhai đi nhai lại một cái vấn đề mãi trong cái quá khứ mà cứ nhắc đi nhắc lại. Thứ năm, đừng bao giờ so sánh anh ta với anh hàng xóm hay là với bạn đồng nghiệp hay với bất kỳ ai cả. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cả khi bản thân của bạn mà bị mang đi so sánh, bạn cũng không thích rồi. Cho nên là đừng bao giờ so sánh anh ta với người khác.